Đi Pleiku không biết bao nhiêu lần, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà Phúc được thưởng thức món đặc sản phố núi bún cua, hay còn gọi là bún cua thúi. Một cái món ăn quen thuộc mà không nên bỏ qua khi các bạn đi du lịch Gia Lai nha. Món ăn này thực sự là lúc mà Phúc mới tới thì cảm giác có cái mùi thơm thấm, một cái hương vị khó quên mà Phúc vừa tò mò vừa đắn đo không biết có nên thử hay không. Nét đặc biệt của món bún cua này đập vào mắt Phúc ở phần nhìn là cái nồi nước lèo đen thui thùi lùi à. Trong nước lèo thì sẽ có măng cắt sợi. Nghe nói là cua sống được quán giã nhuyễn rồi ủ qua một ngày đêm để lên men, được có mùi vị đặc trưng rồi mới đem đi chế biến. Món bún cua thì sẽ ăn với lại măng, ở quán này sẽ có thêm da heo chiên, rắc thêm miếng hành phi, bánh phồng, hay có thể gọi thêm một cái trứng luộc đã nấu cùng với lại nước lèo bún cua, hoặc là ăn cùng với lại nem chua chả ram. Rồi quán còn cho mình thêm một cái dĩa rau để trộn ăn cùng nữa, mà nếu mà thích á, thì các bạn có thể thêm miếng chanh để tạo sự khác biệt nè, thêm mắm nữa. Thực sự là ban đầu Phúc không dám ăn luôn, nhưng mà sau khi thử một miếng cái tự nhiên bị ghiền luôn á. Cái hương vị nó lạ lạ nhưng mà đặc sắc, các bạn nhất định phải thử qua nha. Món này khác hoàn toàn với lại bún riêu hay là canh bún, mà ram chiên ở quán ăn cũng ngon, mà nem chua cũng ok nữa. Chiều hôm nay thì Phúc ghé quán bún cua Chi, là một trong những quán bún cua nghe nói cũng bán mấy chục năm ở Pleiku rồi. Từ đường Lê Lợi rẽ vào Phùng Hưng thì quán nằm ngay đầu đường Phùng Hưng luôn. Các bạn nói lại và cùng trải nghiệm với Phúc nha.